hình nuôi gà thả vườn an toàn sinh học. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình giá cả các mặt hàng nông sản không ổn định, tình trạng trúng mùa trước giá, dịch bệnh liên tục phát sinh, phát triển đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu sản xuất chăn nuôi, đời sống kinh tế của người dân. Nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do dịch bệnh, củng cố lại niềm tin cho người nông dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, thời gian qua, Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lệ cùng các ngành chuyên môn đã triển khai nhiều giải pháp mô hình hiệu quả trong chăn nuôi, đặc biệt là mô hình nuôi gà thả vườn an toàn sinh học. Tại hộ ông Trần Văn Tài, địa chị ở ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, thị xã Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang đã thực hiện mô hình nuôi gà thả vườn an toàn sinh học liên kết tiêu thụ. Mô hình được thực hiện với quy mô 1.000 con gà trên một hộ, người nuôi được hỗ trợ con giống, vật tư thú y và được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Qua 4 tháng nuôi, kết quả cho thấy tỷ lệ nuôi sống đạt 95,6%, xuất chuồng 1,7 kg trên con, giá bán 45.000 đồng trên kg. Qua mô hình cho thấy, mô hình nuôi gà thả vườn an toàn sinh học liên kết tiêu thụ, hạn chế ô nhiễm môi trường, an toàn sinh học, hạn chế dịch bệnh. Điều quan trọng nhất là phải thực hiện tốt các khâu kỹ thuật áp dụng vào quy trình chăn nuôi. Theo đó là chuồng trại được xây dựng theo kiểu hở, thông thoáng, tự nhiên, nền chuồng được lót bằng nệm lót sinh học. Gà chủ yếu được ăn thức ăn của công nghiệp, ngoài ra còn kết hợp thêm cái thức ăn cho như lúa, rau xanh và các loại phụ phẩm tự nhiên khác để tăng sức đề kháng. Hàng ngày dọn dẹp vệ sinh máng ăn, máng uống. Định kỳ hàng tuần thì sát trùng sân chơi một lần. Bên cạnh đó, chủ động tiêm phòng dịch bệnh đầy đủ để ngăn chặn một số bệnh phổ biến thường gặp trên gà. Mô hình nuôi gà thả vườn an toàn sinh học là mô hình giúp người nông dân học tập, có thể chuyển dần từ các chăn nuôi gà truyền thống sang chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học nhằm hạn chế được dịch bệnh, bảo vệ đàn gia cầm, cung cấp thịt gia cầm sạch và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng. Những kết quả bước đầu mang lại từ mô hình đã có nhiều tín hiệu vui, giúp người chăn nuôi có thêm sự lựa chọn trong điều kiện phát triển kinh tế hiện nay. Với phương pháp nuôi bằng thức ăn tự phối trộn, ép viên với các nguyên vật liệu như bắp, tấm cám, bánh dầu, bột cá, các loại rau có sẵn tại địa phương thì gà có tốc độ sinh trưởng có phần hơi chậm hơn so với thức ăn công nghiệp nhưng chất lượng thịt ngon hơn, dai và chắc hơn. Gà xuất bán được thị trường ưa chuộng. Nuôi gà thả vườn an toàn theo hướng hữu cơ dễ thực hiện, gà ít bị bệnh nên giảm được chi phí thuốc thú y. Con giống được mua ở cơ sở có uy tín sạch bệnh nên tỷ lệ nuôi sống cao. Thời gian nuôi không dài, giảm ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, giá thành bán ra cao và tăng hiệu quả kinh tế, tăng thêm lợi nhuận cho người chăn nuôi. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Nghề Nông.